giả Thế Di chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên được đăng trên website tenhoa.net. Người xưa tuy biết rằng mỗi người đều có số mệnh riêng, nhưng dân gian vẫn lưu truyền một số thuyết về chuyện nuôi cổ trùng có thể giúp chủ nhân thay đổi vận mệnh, đạt được những gì mà trong mình không có. Chuyện này phải chăng là tốt đẹp như vậy? Tên Vương Hán cứng đầu này, năm lần bảy lượt thiếu nợ không trả, có phải muốn chết không? Đại ca tha mạng. Buôn bán dạo này ế ẩm, xin đại ca về nói với lão gia thư thư ít hôm để tôi tìm cách. Được rồi, tụi bay đâu? Lấy 50 khúc giải đem đi, khi nào trả được nợ rồi tính tiếp. Vương thiếu gia dạo này vẫn khỏe chứ? À, ra là Lưu tiên sinh, lâu lắm không gặp, mời ông vào nhà chơi. Lưu tiên sinh, xin ông hãy giúp tôi, nếu mấy món nợ đó mà không trả thì bọn họ không tha cho. Có được cổ trùng tôi sẽ thoát chết, nếu ông giúp tôi lần này tôi tuyệt đối sẽ không quên ơn ông. Chuyện này không làm được, không làm được. Chẳng lẽ ông đã quên khi xưa cha tôi đã từng cứu mạng ông, nay ông thấy chết mà không cứu, đó là báo ân sao? Nếu đã nói như vậy thì tôi sẽ giúp cậu lần này. Nhưng cổ trùng rất nguy hiểm, đừng nói là tôi không cảnh báo trước. Suốt mấy ngày tiên sinh bắt về rất nhiều trùng độc, cùng bỏ vào một hũ sành để chúng cắn xé lẫn nhau. Trải qua nhiều trận chiến, con trùng độc trụ lại cuối cùng là con hung hãn nhất, độc địa nhất. Lưu tiên sinh lại nuôi con trùng ấy bằng các loại cỏ độc, đồng thời mỗi ngày còn bảo Vương Hán tự nhỏ một giọt máu vào hũ cho con trùng uống. Hôm nay là đủ 49 ngày trùng độc đã chết. Giờ cậu hãy mang xác nó bỏ vào một cái lư hương, rồi bày ra thờ cúng như tổ tiên. Đến đêm thấy phát ra ánh sáng màu lục nhạt là thành công. Tốt quá, cảm ơn ông đã giúp tôi. Tôi chỉ có thể giúp cậu tới đây, mọi việc sau này tự cậu lo liệu lấy. Từ hôm ấy, Vương Hán có thể cảm ứng được lời nói của cổ trùng, cũng có thể trao đổi và nhờ nó giúp đỡ chuyện làm ăn. Mỗi ngày hãy đem đến cho ta 2 quả trứng sống. Đúng là linh thật, quả trứng không bị đập vỡ nhưng trống rỗng rồi. Trong nhiều tháng tiếp theo, Vương Hán quả nhiên làm ăn phát đạt, buôn may bán đắt, hết thảy mọi chuyện đều suôn sẻ. Mỗi ngày phải dâng cho ta 2 con gà sống. Xây cho ta một linh đường lớn, trang hoàng thật đẹp, đèn nến thắp liên tục, khói hương nghi ngút không được tắt. Ta được giàu có như giờ cũng là nhờ cổ trùng, cố gắng mà làm thôi. Ta ăn thịt gà đã ngán lắm rồi, hãy bắt trẻ con về đây cho ta. Sao có thể làm thế được? Không cho ta ăn, ta sẽ ăn thịt con gái người. Con trùng này thật đáng sợ, ta phải ném nó đi mới tránh được tai họa. Đồ vong ưng, ta giúp ngươi giàu có như thế mà nay ngươi lại muốn hại ta. Ngươi tưởng ngọn lửa tầm thường kia có thể diệt được linh khí của ta sao? Ta không cần tiền nữa, thì yêu quái nhà ngươi hãy cút đi.
mời thần đến thì dễ, tiễn thần đi thì khó. Ta sao có thể dễ dàng buông tha cho mi được? Ta hạn cho người trong 3 ngày phải tìm được trẻ con cho ta. Nếu không thì con gái người sẽ phải thí mạng. Lưu tiên sinh, mở cửa, mở cửa. Làm sao mà ông lại ra nông nỗi này? Vào nhà rồi hãy nói. Chuyện là vậy đó, tôi không ngờ cổ trùng lại độc ác đến thế. Xin ông hãy cứu tôi lần này. Tạo ra cổ trùng là trái với đạo trời. Giờ đây ta cũng phải chịu quả báo. Nếu không vì báo đáp ơn cứu mạng của cha ngươi, ta tuyệt đối không làm chuyện thương thiên hại lý đó. Vậy tôi phải làm sao? Xin tiên sinh chỉ giáo. Ngươi lòng tham không đấy, vì cái mệnh mà thành, rồi cũng vì cái mệnh mà bại. Con trùng kia đã hút đi rất nhiều tinh hoa của ngươi. Nếu giết nó thì mệnh ngươi cũng không thọ. Kết cục thế nào tôi cũng chịu. Cầu xin tiên sinh tống khứ nó đi cho. Ngươi hãy về nhà đem lư hương đến miếu thần hoàng, khấn xin giúp trừ tà. Khấn xong thì chôn lư hương ở sau miếu. Cổ trùng ở dưới đất không được thờ cúng, sau 49 ngày sẽ tự tiêu biến đi. Lúc đó cái mệnh đen đuổi sẽ lại quay về với ngươi, cộng thêm nghiệp chướng đã tạo lần này. Quả nhiên tháng sau, Vương Hán làm ăn thua lỗ, tiếp đó lại bị lừa đến Khuynh gia bại sản. Không lâu sau, hắn mắc bệnh lạ, tay chân đều không nhúc nhích được. Từ đó chỉ nằm một chỗ như người thực vật, nhưng nhiều năm liền cũng không chết được. Tinh hoa trên thân Vương Hán đều bị cổ trùng lấy đi cả rồi, khiến hắn sống không bằng chết. Chỉ có thể như vậy đến trọn đời chứ không thuốc thang nào chữa được. Giàu sang có số, chớ vì lòng tham mà phạm vào đạo trời, hậu quả thật khôn lường. Tinh hoa chấm nét, kênh thông tin đặc sắc chọn lọc những bài viết bổ ích về văn hóa, truyền thống, tâm linh và bí ẩn cuộc sống. Nhớ like và share Facebook để không bỏ lỡ những video mới nhất bạn nhé.